phí chia tay, 3 năm USD trên người, tôi nghĩ không nhiều, một bữa ăn sáng thôi. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 13 tháng 6 xung quanh đề xuất thu phí 3 năm USD trên người khi xuất cảnh đang gây bão dư luận, ông Nguyễn Quốc Hưng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói, mong muốn chính của tôi là đưa vào luật, không chỉ quy định về xuất nhập cảnh của công dân qua biên giới, mà còn phải nói rõ hơn những trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của công dân và của các cơ quan liên quan ở cả nước ngoài khi người Việt Nam ra nước ngoài cũng phải có sự bảo hộ, hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết. Theo ông Hưng, khi làm các thủ tục ở cửa khẩu, xuất nhập cảnh thì cần phải có những sự hỗ trợ, khoa học công nghệ cũng như các thủ tục để công dân xuất nhập cảnh được thuận lợi nhất, văn minh, lịch sự. Hiện nay ở các nước người ta cũng phải huy động nguồn lực xã hội hóa để cho vấn đề quảng bá, xúc tiến, giới thiệu đất nước với người nước ngoài. Nguồn lực của Việt Nam mình rất ít. Hiện nay một năm nhà nước chỉ dành được một khoản tiền khoảng 2 triệu USD để cho chương trình, quỹ xúc tiến du lịch quốc gia. Một số nước cũng đã triển khai, đã làm là khi đóng một khoản phí, đóng góp của công dân cho một quỹ, quan trọng nhất để giúp cho vấn đề bảo hộ, đảm bảo quyền lợi của công dân khi ở nước ngoài, ông Hưng giải thích. Từ kinh nghiệm công tác, vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phản ánh, hiện nay công dân Việt Nam khi ra nước ngoài có rất nhiều trường hợp bị ảnh hưởng và không nằm trong phạm vi bảo hiểm xã hội. Cơ quan ngoại giao và đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng không có khả năng, nguồn lực để hỗ trợ. Ví dụ công dân mình đánh bắt hải sản bị nước ngoài người ta bắt, làm sao thương lượng để đưa công dân về nước? Hoặc những trường hợp công dân mình vì lý do này lý do khác, vi phạm an ninh ở nước ngoài cũng cần có sự bảo trợ, nhưng bảo hộ công dân thì nhà nước nguồn lực ít. Đây cũng là sự đóng góp thôi, để chung tay quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Khi hình ảnh đất nước con người Việt Nam được nâng lên, thì công dân chúng ta đi ra nước ngoài cũng sẽ được người nước ngoài tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn để việc xuất nhập cảnh của công dân được tốt hơn. Thực ra đây là một khoản theo tôi nghĩ không nhiều, rất không nhiều, một bữa ăn sáng thôi, chúng ta gọi là đóng góp chung tay, chung sức xây dựng, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người văn hóa Việt Nam được tốt hơn và để cho giữ gìn môi trường du lịch, văn hóa của Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là mong muốn của chúng tôi và đề xuất ý tưởng như thế, còn câu từ, cách thức như thế nào thì cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu làm sao cho thuận tiện nhất, ông Hưng nói thêm. Ngoài ra, ông Hưng cũng mong muốn cơ quan xuất nhập cảnh cần cải thiện tốt hơn những kỹ thuật, cũng như sự ân cần, tinh thần thái độ phục vụ, cung cấp trang thiết bị hiện đại hơn để không còn cảnh công dân xếp hàng, chờ đợi máy móc chạy gây phiền toái. Trước đó, phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 12 tháng 6 về dự thảo luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng Hà Nội cho rằng, một số nước đã áp dụng chính sách visa và phí xuất nhập cảnh để điều chỉnh việc xuất nhập cảnh của công dân. Có nước không khuyến khích công dân xuất cảnh thì người ta áp dụng thuế hoặc phí. Ông dẫn chứng, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật áp dụng từ tháng 1 năm 2019, tức là mỗi công dân Nhật Bản khi ra nước ngoài thì phải đóng một phí gọi là phí chia tay, hay gọi là phí du lịch, là 1.000 yên trên người, khoảng 9,3 đô la. Tôi suy nghĩ Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là phí chia tay. Phí này khoảng 3 năm đô la trên người khi xuất cảnh, ta dùng số tiền đó, trích một phần cho các cơ quan ngoại giao để bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ công dân khi công dân Việt Nam ra nước ngoài gặp khó khăn, ông Hưng đề nghị. Thế Kha, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.